Hello, chào anh em quay trở lại với kênh Cài Bố Đào của mình nhá. Thì hôm nay mình cùng tìm hiểu các lá bài phép tiếp theo nhá. Thì còn có 20 lá bài phép mới nữa thôi. Thì mình tìm hiểu nhanh nhanh một tí. Ok. Ôi. Cái lá bài đầu lá bài đầu tiên là Mưa Ân Huệ. À. Lá bài này thì mình nhận định là không ngon cho lắm anh em ạ. Không giòn. Chủ yếu là những lá bài mới này, chủ yếu là ở cuối này nha anh em. Mưa Tấm Nhãn. Mình lấy bài mưa 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 này mình không đấy là ok lắm nên là mình không 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 dùng lắm anh em ạ. Kiếm Hắc Ám. Trang bị cho tính thuộc tính ám thì mình không dùng thuộc tính ám thì mình không chơi cái kiếm hắc ám hắc 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 ủng này nha anh em. Tiếp luôn nè. Thương Thiêu Đốt. Đấy. Dành cho thuộc tính hỏa, quốc tê. Quạt giấy. Kinh, lại còn có bài phép quạt giấy luôn. Khiếp nhỉ anh em nhỉ. Thuộc tính phong quạt thì chắc chắn là dành cho thuộc tính phong rồi, phép trang bị cho thuộc tính phong nha anh em. Cuồng phong thì đương nhiên là phong rồi đúng không, khiến tất cả bãi bẫy về trên tay. Ô cũng ngon nhỉ, cũng ngon đấy. Tết trung thu rước đèn đi chơi. Ánh sáng thần tiên. Thần tiên ánh sáng thì dành cho quang rồi. Đôi khi những cái này cần đọc qua là biết anh em ạ. À. Anh em đấy thông minh không? Đèn ông sao với đèn ông trăng.
Kế thừa ma thuật. Sức mạnh ảo thuật. Phép bùng nổ. Đấy. Năng lượng ám nè. Nốt trang này coi như là coi như là hết phép thì phép luôn anh em. Đâu. Cái này mới nhất, cái này thì mới nhất này. Đấy. Tộc cây cối. Vi khuẩn ma. Giáp pháo laser. Sức mạnh Poseidon. Tăng nhiệt. Cho quái khủng long. Cánh gió lớn kinh nhờ. Đấy, còn hai này nhiễm trùng. Nhiễm trùng này thì hình như lần trước mình giới thiệu một lần rồi. Còn đây là cung tiên bạc. Hết. Chỉ thế thôi nha anh em. Thì clip mình đến đây kết thúc. Hẹn anh em ở các clip tiếp theo. Cảm ơn, bye bye.